Như vậy ở trong công ty của chúng ta, đây là cái cách mà quy hoạch cơ bản nhất. Đây là cách mà quy hoạch cơ bản nhất. Còn nếu như mà công ty của bạn có những cái đặc thù riêng thì các bạn có thể là setup riêng. Còn thường người ta sẽ setup như thế này. Nó có một cái thư mục dùng chung cho công ty đặt ở một cái ổ đĩa, mà ổ đĩa này là dùng để lưu trữ dữ liệu thôi, không liên quan đến Win nhé. Để sau này mình có thể backup. Và thậm chí là đối với lại server thì cái hệ thống ổ đĩa này bạn cũng dùng một cái ổ vật lý riêng. Bình thường như máy của mình thì mình dùng một ổ vật lý, sau đó mình chia ra thành hai ổ logic, một ổ cày Win, một ổ là dữ liệu. Còn đối với server thì chúng ta không xài như vậy. Ổ nào Win là Win, ổ nào dữ liệu là dữ liệu, và hai ổ vật lý khác nhau hoàn toàn. Đó. Công ty, phòng IT, phòng kế toán, kinh doanh nhân sự, và có một thư mục public. Như vậy thì tiêu chí của mình là sẽ phân quyền cho tất cả user của công ty được toàn quyền trên này. Tạm thời là toàn quyền, còn sau này IT muốn gì, công ty có nhu cầu như thế nào thì các bạn sẽ phân quyền như thế. Như vậy trong công ty, ý tưởng của mình nói lại là đối với lại công ty các bạn thì các bạn có thể setup thư mục tùy các bạn. Nhưng mà đây là một cái cách setup cơ bản. Tức là một công ty mình tạo ra một cái thư mục dùng chung. Và chú ý nè, các bạn có thể là học cái môn mạng căn bản rồi, các bạn chia sẻ, và có rất là nhiều bạn thư mục công ty chia sẻ, IT cũng share, kế toán cũng share, kinh doanh cũng share, nhân sự cũng share. Và thậm chí bên trong kế toán này, kế toán một cũng lít chuột phải lên chọn share luôn, chọn share ở đây luôn. Như vậy đó là sai nha các bạn. Tại vì công ty của bạn nếu như là khoảng cỡ 5-7 người thì không sao, nhưng mà công ty của bạn 500 người đi, nó đến hàng ngàn cái thư mục mà các bạn share ra. Và chúng ta chỉ share thư mục duy nhất là công ty. Còn khi mà công ty đã share rồi thì tất cả những thư mục trong này hiển nhiên là nó được share, thì đâu cần share nữa. Và mình muốn thì mình sẽ phân quyền bên trong này thôi, và share duy nhất một cái thôi. Như vậy ở chỗ này chúng ta coi lại cái user của mình. Ở đây mình có IT, có group IT, mình có nhân sự, có group nhân sự. Group nhân sự mình chưa add vô. Như vậy trong cái lệnh của mình chưa add, thì ở đây mình add nhân sự 1 chấm phẩy nhân sự 2 check name. Ok. Ở bên cái lệnh mình chưa có add vào. Như vậy thì mình đang thiếu một cái group chung, thì mình để ở đây một cái group của công ty. Mình sẽ tạo ra đây một cái group của công ty. Group này mình để là công ty. Tùy các bạn có thể là đặt cái tên group này là gì tùy các bạn. Nhưng mà thầy đặt ở đây là tên group là công ty. Và trong cái group công ty này thầy sẽ thêm vào cái group là nhân sự của mình. IT group, nhân sự group. Như vậy chỗ này thầy sẽ thêm vô đây là IT group, nhân sự group. Check. Ok. Và khi mà các bạn thêm IT thì tất cả những thành viên trong IT đều được thêm vào đây. Đó là thêm cả group trong group ha. Bây giờ chúng ta phân quyền. Cái cây user này nè, cái cây OU này, nó tương đương với cây thư mục. Chú ý giùm nha. Cây thư mục là ở dạng file server, là mình có thể chép được dữ liệu vào đây. Vậy thì mỗi thành viên mình sẽ cho một thư mục để cho thành viên này khi mà join vào domain thì có thể thấy được cái thư mục của mình và chép được dữ liệu của IT1 vào đây. Còn cái bên này, cái bên Active Directory này là dùng để quản trị user, và cứ ứng với một thành viên trong công ty thì có một user và có một thư mục. Cho nên hai cái này mình thấy cái dáng dấp nó giống nhau, cũng có là thư mục chung, cũng có
IT cũng có kế toán, cũng có kinh doanh, cũng có nhân sự. Và trong IT thì cũng có IT1, IT2, trong nhân sự có nhân sự 1, nhân sự 2. Bên này nó cũng tương tự, nhưng mà hai bên độc lập nhau nha các bạn. Được chưa? Rồi bây giờ mình mới phân quyền nè. Nếu như mình sẽ share cái thư mục công ty này ra, các bạn lấy chuột phải, các bạn chọn share. Share ở đây, ở chỗ này là Network Path Not Share, là chưa có share. Bây giờ bắt đầu mình share nè, thì nó sẽ hỏi rằng share cho quyền gì. Các bạn có thể chọn cho, bình thường thì các bạn để everyone, là bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy thư mục share này. Nhưng đối với công ty thì chúng ta không dùng everyone, mà chúng ta dùng cái gì nào? Công ty. Công ty là cái gì đây? À, cái group công ty mà lúc nãy mình mới tạo. Như vậy thì có nghĩa rằng nếu như những thành viên nào mà nằm trong group này thì mới thấy. Còn những thành viên mà mình không add vào group, tức là ví dụ như là khách hàng hoặc là nhân viên tập sự hay là bất kỳ một cái gì, nhân viên nào đó, một cái account nào đó mà nó không nằm trong cái group này thì nó không thấy được cái thư mục share này. Nó không 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 vào được, không có quyền. Và với cái share đầu tiên thì các bạn có thể là có quyền read để cho đọc, hoặc là các bạn để quyền read write cũng được. Bởi vì tí nữa mình bảo mật lại thì nó sẽ lấy cái quyền bảo mật cao hơn cái quyền share. Security nó sẽ cao hơn share permission. Ha, rồi mình lấy quyền read. Sau khi mình lấy xong thì mình chọn là share. Và cái nhân sự, công ty nhân sự đã được share. Ha, mình chọn là một là setting, hay là mình đóng lại. Đó, ví dụ như mình setting ở đây mình có gì thay đổi không? Ok. Đã được share nè. DC1 công ty, hoặc là mình xịt xịt amc100.com xịt công ty cũng được. Cái này là tên của cái máy. Còn không thì mình share, mình lấy cái domain name của mình vẫn thấy được cái công ty này. Bây giờ mình sẽ thử đối với lại máy client. Sau khi máy client mà các bạn đã join được domain, ở đây là các bạn đang ở tài khoản là server, tài khoản là local. Còn nếu như mà bạn muốn dùng cái tài khoản của AMC100, ví dụ như chỗ này chúng ta dùng IT, IT1. Và password bên này chúng ta xem lại thử là cái password mình tạo là gì. Edit password là cái chữ password luôn. Mình thử password nó có vô hay không. IT1 BASSW0RD. Enter. Như vậy đối với IT1, chúng ta đã join domain xong và đã vào được server với cái tài khoản là IT1. Vậy ở đây khi mà chúng ta vào ở các bạn thì vẫn như bình thường, chúng ta vẫn chưa thấy được cái gì cả. Ở bên trong này đây chúng ta cũng chưa thấy được gì hết. Disk PC cũng chỉ mới thấy ổ C và ổ D là cục bộ trên máy này, chưa có gì mới lạ. Và chúng ta có thể là vào ở trên cái đường dẫn bên này, chúng ta gõ vô đây xịt xịt ví dụ như là amc100.com, enter. Hoặc là bạn gõ cái địa chỉ IP xịt xịt 192.168.100.2, giống nhau. Lý do tại sao giống nhau? À đúng rồi, chúng ta cài phân giải là gì? Cài gì? DNS, đúng rồi Huy. Đó. Như vậy chúng ta đã cài DNS cho nên là .2 hoặc là AMC100 giống nhau. Là bạn đã phân quyền được rồi. Và chúng ta vào công ty, ok. Vào IT, IT1 lít chuột phải New Folder. Không được quyền. Bởi vì lúc nãy chúng ta phân quyền cho tất cả thành viên trong công ty là chỉ được quyền đọc thôi. Bây giờ chúng ta qua server. Chúng ta sẽ phân quyền lại chút xíu chỗ này. Như vậy đối với công ty thì mọi người đã vào được rồi.
Vậy đối với IT, hoặc là thầy ví dụ với tài khoản nhân sự đi, cho các bạn thấy nó đặc trưng. Bởi vì IT thì cũng có thể một số quyền đặc trưng của IT. Mình thấy nó hơi đặc biệt. Bây giờ mình log off ra, mình vô lại bằng quyền nhân sự đi. Để mình thấy cái bạn nhân sự này là nó có cảm giác rằng là ít quyền hơn. Đúng không? Chỗ này order user, mình cỏ vô đây là nhân sự 1 và password tương tự ha. Nhân sự 1. Như vậy bạn nhân sự 1 này, bạn nhân sự 1 này, mục đích của chúng ta là cho bạn nhân sự 1 là được toàn quyền trên thư mục của mình và trên thư mục public của phòng ban. Còn thư mục public của công ty là mình để quyền read để cho nó khác thôi. Còn sau này bạn làm IT mà công ty của bạn có nhu cầu thực tế như thế nào thì bạn phân quyền như thế. Được ha? Rồi, tiếp tục. Như vậy đối với lại nhân sự ở chỗ này chúng ta sẽ xịt amc100.com enter và chúng ta đã có được công ty. Công ty. Ở bên trong này bạn nhân sự 1 này sao không thấy gì trong công ty ta? Khoan nào. Nhân sự 1 member, nhân sự. Ở trong group công ty chúng ta đã có group nhân sự rồi đúng không? Nhân sự có nhân sự 1 nè. Hả? Và trong cái share cho công ty, share cho công ty permission everyone. Ủa hồi nãy mình permission cho công ty rồi mà ta. Mà kể cả everyone này nó cũng thấy mà. Rồi mình add lại đi. Công ty. Ok. Apply. Ok. Công ty permission. Rồi, mình qua bên này mình thử lại coi. Công ty AMC 100, công ty Network. Xịt 192.168.100.2. Công ty. Rồi, chúng ta lấy được IT, lấy được nhân sự 1. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu phân quyền nhé. Bây giờ các bạn sẽ phân quyền nè. Trong công ty, đối với lại nhân sự, chúng ta lấy chuột phải lên. Chúng ta chọn property, chọn share. Tất nhiên là nó đã tự share rồi. Tự share luôn rồi, hồi nãy mình nói rồi. Mình share thư mục cha thì thư mục con nó tự share. Rồi, bấm vô phần security. Đây là phần mà chúng ta sẽ kiểm tra xem là phân quyền của mình có cần phải chỉnh sửa gì không. Thứ nhất là phần system, để im. Admin, để administrator. Có chữ S, tức là group admin. Thì mình để. Tại vì thường chúng ta, dù gì là mình phân quyền cái này cho ai, thì admin cũng luôn luôn có full quyền. Bởi vì cái đó là đặc quyền để mình có gì mình thay đổi. Chứ nếu mà bạn remove cái quyền admin đi là tí nữa coi như xong luôn á. Rồi, như vậy thì nếu mà trong thư mục của nhân sự mà mình để là công ty thì không ổn. Bởi vì phòng kế toán, phòng kinh doanh không có nhiệm vụ gì vào đây hết. Và mình sẽ remove cái công ty này đi. Mình thay lại bằng nhân sự ha. Rồi, chỗ này mình edit. Các bạn chọn công ty, bạn remove, nó báo là không được quyền. Tại vì ở trong này nó có cái sự kế thừa từ cha. Mà mình đặt cái chế độ này là chế độ kế thừa thì nó không cho. Cho nên mình bấm vô advanced.
Edit là mình không làm được rồi. Mình bấm vào Advanced. Thì trong này nè, nó có cái phần kế thừa các bạn. Phần kế thừa, đây, kế thừa. Mình sẽ bấm vô Disable kế thừa đi. Mình nói là bây giờ những thư mục con là không cần kế thừa nữa. Và nó hỏi nè, nếu như bạn không kế thừa thì những quyền cũ là bỏ hết hay là giữ lại? À, cho nên khi mà chúng ta bỏ hết là nó trắng trơn luôn. Chúng ta phải add lại một số quyền giống như quyền admin. Và chúng ta nên giữ lại. Sau đó thì cái quyền công ty chúng ta remove được. Bởi vì chúng ta thiết lập là không kế thừa. Nó còn thì còn, nhưng mà nó không có bắt buộc phải giữ. Rồi, nói luôn cái chỗ này tí xíu rồi thầy chuyển cái video cho các bạn. Như vậy ở chỗ này chúng ta đã remove được cái công ty rồi. Vậy thì nhiệm vụ chúng ta sẽ làm gì? Thêm nhân sự vào. À, thêm nhân sự vào. Như vậy chúng ta add nhân sự group. Chúng ta sẽ bấm vào đây, add. Add cái gì? À, chúng ta sẽ phân quyền cho nhân sự group. Nhân sự group C. À, ok. Và nhân sự group được quyền gì? Vậy chúng ta cũng để là nhân sự group được quyền đọc thôi. Rồi, nhân sự group. Và cái này là nhân sự group, được chưa? Như vậy, chúng ta quay trở lại, chúng ta phân quyền cho kế toán đi. Chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta bỏ cái công ty ra. Bỏ cái công ty ra. Chúng ta bỏ cái kế thừa. Và công ty chúng ta remove. Ok. IT cũng tương tự. Chúng ta advance. Bỏ kế thừa đi. Copy. Và chúng ta bỏ cái công ty ra. Chúng ta thêm vô đây là IT Group Antanas C. Rồi. Như vậy chúng ta đã phân quyền rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại máy client. Chúng ta test nè. Bây giờ chúng ta ở công ty nhé. Thư mục IT đâu rồi? Biên mật. Bởi vì bạn này là mình đang log vào là nhân sự. Mà thư mục IT hồi nãy mình remove cái công ty rồi. Và mình chỉ phân quyền cho IT là được quyền trên cái thư mục đó thôi. Cho nên bản thân cái bạn bạn nhân sự này nè không thấy được IT. Vậy tại sao mà bạn này thấy được kinh doanh? Tại vì kinh doanh chúng ta chưa phân quyền. Còn kế toán hồi nãy chúng ta phân quyền rồi. Chúng ta remove cái group công ty đi luôn. Thành ra là bạn nhân sự cũng không thấy luôn. Được chưa? Rồi. Bây giờ nè, kinh doanh mình vào được, không bàn ha. Mình vào nhân sự. Nhân sự một của bạn này vẫn chưa tạo được nhé. Như vậy là mình thấy là có sự thay đổi rồi đúng không? Cái nào mà mình remove đi là bên này không thấy. Vậy là đảm bảo được phân quyền chưa? Bảo mật chưa? Rồi, bây giờ qua server mình vô tiếp. Nhân sự thì đối với lại cái nhân sự một nè, click chuột phải lên Property, Security. Mình remove cái group nhân sự này đi được không? Ha, ở đây nè. Mình chọn group nhân sự remove cũng không cho. Bởi vì nó lại nói là được kế thừa từ cha. Là do cái group nhân sự mình mới vừa thêm hồi nãy. Cho nên nó kế thừa từ cha. Rồi, ok. Tương tự như vậy thì vô đây mình cũng bỏ cái kế thừa từ cha đi. Mình vô chỗ Advanced nha. Bình thường là Edit. Mình vô chỗ Advanced nè. Thì nó có cái phần kế thừa từ cha, Disable. Mình chọn là Copy. Và cái group nhân sự mình bỏ đi luôn. Vậy bây giờ chỗ này mình add gì? Add nhân sự 1. Antanas C. Nó kiểm tra có nhân sự 1. Ok. Và nhân sự 1 này, bây giờ chúng ta không đặt quyền read nữa, mà chúng ta chọn quyền Full Control. Được không?
Apply. Ok, quay trở ngược lại client. Vào nhân sự. Ha. Tại nhân sự 2 mình chưa làm gì hết. Vẫn còn thấy. Vào nhân sự 1. Click chuột phải. New folder. Nhân sự 1. Công ty. Nhân sự NS1. Có bị nhầm gì không đây? Từ từ nào. Nhân sự 1. Công ty. Hả? Nhân sự 1 đúng rồi. Bây giờ mình new thử một folder bên này thì coi có đúng cái folder đó không nè. Đó, phải chính xác là cái folder đó. Đây, nó đây. Vậy thì cái nhân sự 1 của mình tại sao? Hồi nãy mình login vào nhân sự 1 đúng không? NS1, NS1 được quyền full control trên NS1. Ok. Lock off ra cái nào. Có khi là mình phân quyền xong là nó chưa được cập nhật cái quyền đó các bạn. Như vậy ở bên này, giả sử bên server đi, mình sẽ GB update shift FRCE shift for để cho nó cập nhật lại thử coi. Cái này là cập nhật policy. Nhưng mà mình thử coi. Mình cập nhật lại coi thử nó có cập nhật bên kia chưa. Còn không thì mình sẽ lock off ra và mình lock on lại để xem là nó cập nhật chưa. Rồi, bây giờ mình lock off ra nè. Lock off ra, sign out. Mình vô lại với nhân sự 1 ha. Vô lại với nhân sự 1. B A S S W O R D enter. Và cứ mỗi lần vào thì chúng ta phải làm gì? Xịt xịt. Có vẻ không ổn ha. 192.168.100.2. Vào công ty, vào nhân sự, vào nhân sự 1. Click chuột phải. New folder. Permission action. Rồi, mình thử lại chỗ này. Ủa, mà nếu như vậy, ở trong này mình đã phân quyền nhân sự 1 được full rồi mà ta. Bị gì nữa nào? Share permission. Tất nhiên là bên trong này nó không rồi. Bây giờ mình phân quyền cho công ty đi. Share permission. Công ty được quyền full rồi. Apply. Ok. Liên quan gì nữa? Nhân sự. Security. Nhân sự 1 được quyền full. Nhân sự 2. New không được. Đúng rồi. Nhân sự 1. New. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lock vào bằng nhân sự 2 đi. Cũng y chang vậy. Nhưng chúng ta sẽ lock vào bằng nhân sự 2. Chúng ta đổi lại. Trên này là nhân sự 2. Dưới này cũng là password. Password. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô thử lại nha. Xịt xịt. 192.168.100.2. Công ty. Nhân sự. Nhân sự 1 không thấy. Vậy là đúng ha. Rồi
Như vậy thì có một vấn đề mà lúc đầu, ngay từ đầu của các bạn, thầy nói các bạn là khi mà chúng ta chia sẻ thư mục nè, property, share, thì chúng ta có nói rằng là đối với lại cái permission, cho dù ở bên ngoài, chúng ta phân quyền cho công ty là full control, thì vào bên trong, chúng ta phân quyền lại ở phần security, thì nó vẫn đảm bảo được cái tính bảo mật. Cho nên lúc share thì các bạn chọn full control giúp thầy. Ha, share là full control. Như vậy khi mà mình chọn share full control, vậy thì giả sử mình lock bằng nhân sự 2, mình vào nhân sự 2, mình new folder thử coi, vẫn không được. Bởi vì nhân sự mình cho quyền đọc thôi mà. Lúc mà mình security á, mình chỉ cho quyền đọc cho nên nó cũng đâu có làm gì được đâu. Cái security nó bảo mật cao hơn cái share permission. Cho nên mình cứ yên tâm mình share là full. Nếu như mà bạn share full mà bạn không có thiết lập security thì nó theo cái quyển share. Còn mình vô mình thiết lập lại thì nó theo cái quyền của security. Bởi vì security nó cao hơn. Được chưa? Như vậy thì chúng ta tương tự, chúng ta làm cho cả công ty. Cả công ty.